Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất, nóng nhất về tình hình đời sống xã hội trong 24 giờ qua. Và ngay bây giờ, hãy cùng nhau điểm những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay. Nga và Ukraine đã đồng ý về hành lang nhân đạo và khả năng ngừng bắn. Mới đây, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã kết thúc. Trợ lý của Tổng thống Nga, trưởng phái đoàn của Nga, gọi các thỏa thuận đạt được với phía Ukraine sau kết quả của vòng đàm phán thứ hai là một tiến bộ đáng kể. Ông nói, các bên đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thống nhất về định dạng của chế độ duy trì hành lang nhân đạo cho việc rút đi của dân thường, có thể tạm thời chấm dứt hành động chiến đấu trong khu vực hành lang nhân đạo trong thời gian dân thường thoát ra. Tôi tin rằng đây là một tiến bộ đáng kể. Ông cũng lưu ý rằng trong cuộc hội đàm, các bên đã thảo luận ba khối vấn đề, đó là quân sự, nhân đạo quốc tế và vấn đề giải quyết chính trị cuộc xung đột trong tương lai. Theo lời ông thì các quan điểm hoàn toàn rõ ràng, chúng được viết ra từng điểm một một phần trong đó đã tìm được sự hiểu biết lẫn nhau. Còn một đại diện khác của phái đoàn Nga, người đứng đầu Ủy ban của Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế đã cho biết, các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Ukraine sẽ được củng cố và sau đó thủ tục phê chuẩn quốc gia sẽ được thực hiện. Theo ông, vòng đàm phán thứ ba đã được lên kế hoạch. Trong khi đó, thì đại diện phía phái đoàn của Ukraine, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, các bên đã đạt được sự hiểu biết về vấn đề hành lang nhân đạo với một lệnh ngừng bắn tạm thời. Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã diễn ra tại tỉnh Brest của Belarus, vòng đầu tiên được tổ chức vào đầu tuần này tại tỉnh Gom. Sau khi thảo luận thì những người tham gia đã rời đi để tham vấn ở cấp cao hơn. 16.000 tình nguyện viên nước ngoài đang tới Ukraine Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 16.000 tình nguyện viên nước ngoài đang tới Ukraine để chiến đấu và một trong số này đã có mặt ở Ukraine. Các chiến binh nước ngoài đến Ukraine khi nước này tiếp tục nhận được nhiều viện trợ quân sự từ nước ngoài. Trong một bài phát biểu được chia sẻ trên mạng xã hội, Tổng thống của Ukraine đã nói, Ukraine tiếp tục nhận vũ khí hàng ngày từ các đối tác của chúng tôi, từ những người bạn thực sự, và vũ khí ngày càng mạnh hơn mỗi ngày. Trong một diễn biến khác có liên quan, thì tờ Military Times đã dẫn lời của một viên chức quốc phòng tại Đại sứ quán của Ukraine ở Mỹ đã cho rằng đã nhận được hơn 3.000 đơn đăng ký của các công dân Mỹ muốn tham gia chiến đấu ở Ukraine. Trước đó, thì Ukraine đã tuyên bố thành lập Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ lãnh thổ, một đơn vị bán quân sự do nhà nước hậu thuẫn dành cho các chiến binh nước ngoài tham gia. Một số quốc gia châu Âu đã nói rằng họ sẽ không ngăn cản công dân của họ đi chiến đấu ở Ukraine. Các tình nguyện viên quốc tế và lính đánh thuê bị cáo buộc là từ lâu đã tham gia vào cuộc xung đột ở miền đông của Ukraine, nơi quân đội Kiev đối đầu với nước Cộng hòa ly khai đó là Donetsk và Luhansk. Một tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga đã cho biết họ đã quan sát thấy sự gia tăng việc thuê lính đánh thuê, cáo buộc các chiến binh nước ngoài đến Donbass để hỗ trợ quân đội Ukraine và nhắm mục tiêu vào Nga ở những nơi khác. Ukraine đề nghị Nga ngừng bắn để dập lửa nhà máy điện hạt nhân Sau khi nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu bốc cháy, người phát ngôn cho nhà máy đã kêu gọi lực lượng của Nga dừng tấn công để dập lửa vì nguy cơ thảm họa hạt nhân. Người phát ngôn của nhà máy đã tuyên bố trong một video, chúng tôi đề nghị họ dừng ngay việc sử dụng vũ khí hạng nặng thật sự có rủi ro xảy ra nguy cơ hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu. Cảnh báo trên được đưa ra chỉ ít lâu sau khi nhà máy Zaporizhia, nơi sản xuất điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, bắt lửa vì đòn tấn công của quân đội Nga vào thành phố Enogoda của phía đông nam Ukraine. Người phát ngôn đã cho biết các quả đạn pháo đã trực tiếp chút vào nhà máy, khiến ngọn lửa bùng lên tại một trong sáu lò phản ứng hạt nhân ở đây. Tuy nhiên, thì lính cứu hỏa hiện tại vẫn chưa thể tiếp cận đám cháy vì những loạt đạn từ Nga. Lò phản ứng bị cháy không hoạt động vì đang trong quá trình bảo dưỡng, nhưng bên trong vẫn có nhiên liệu hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng của Ukraine cũng cảnh báo nếu như nhà máy Zaporizhia phát nổ, đây sẽ là vụ nổ lớn gấp 10 lần thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Chính vì điều này mà phía Ukraine đã đề nghị Nga phải lập tức dừng bắn để cho phép lính cứu hỏa thiết lập khu vực an ninh. AP đã dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết, khu vực gần nhà máy Zaporizhia, nơi cung cấp khoảng 25% sản lượng điện của Ukraine, đang ghi nhận độ phóng xạ ở mức cao. Từ một ngày trước đó, cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc lo ngại rằng giao tranh có thể gây ra thiệt hại ngẫu nhiên cho 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraine. Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, con dao hai lưỡi với phương Tây. Phương Tây xem nỗ lực hỗ trợ Ukraine là minh chứng cho sự đoàn kết. Nhưng trong mắt của Nga, đây có thể được cho là sự can thiệp nguy hiểm khoảng 20 quốc gia, hầu hết là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu-EU, đang rót vũ khí vào Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Hà Lan đang gửi các bệ phóng rocket cho lực lượng phòng không của Ukraine. Estonia cũng gửi tên lửa chống tăng Javelin. Latvia gửi tên lửa đất đối không Stinger. Cộng hòa Séc gửi súng máy, súng bắn tỉa, súng lục và đạn dược. Thủ tướng của Ba Lan hứa sẽ cung cấp hàng chục nghìn đạn pháo, tên lửa phòng không, súng cối hạng nhẹ, máy bay trinh sát không người lái và các vũ khí khác. Bên cạnh đó, thì Ba Lan, Hungary và Moldova cũng đã mở cửa chào đón hàng nghìn người Ukraine di cư. Bên cạnh đó còn có Đức, quốc gia từ lâu không gửi vũ khí tới các cuộc xung đột, cũng đã đảo ngược quy định và gửi tên lửa Stinger và rocket cho Kiev. Thụy Điển, quốc gia trung lập và không phải là thành viên của NATO, tuyên bố gửi Ukraine 5.000 vũ khí chống tăng, 5.000 mũ bảo hiểm, 5.000 áo giáp, 135.000 khẩu phần ăn dã chiến và 52 triệu USD. Một quốc gia trung lập khác đó là Phần Lan cũng nói sẽ cung cấp 2.500 khẩu súng trường tấn công, 150.000 viên đạn, 1.500 vũ khí chống tăng và 70.000 khẩu phần ăn giã chiến. Quỹ châu Âu được sử dụng để mua vũ khí hạng nặng, được gọi là cơ sở hòa bình châu Âu. Quỹ này được thành lập 2 năm với mục tiêu là ngăn chặn xung đột và tăng cường an ninh quốc tế. Quỹ có ngân sách khoảng 6,4 tỷ USD cho hoạt động từ năm 2021 tới năm 2027. Quan chức EU cho biết, nếu Ukraine cần hỗ trợ về tài chính, nó có thể được sử dụng. Chiến dịch của Nga ở Ukraine đã đưa các nước châu Âu xích lại gần nhau hơn, giữa lúc lục địa đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. An ninh và quốc phòng châu Âu trong 6 ngày qua đã phát triển hơn trong hai thập kỷ trước. Brussels đã chuyển sang châu Âu hóa những nỗ lực của các nước thành viên để hỗ trợ Ukraine về vũ khí và tài chính. Ở phía bên kia của bờ Đại Tây Dương, Mỹ cũng đang tích cực hỗ trợ cho Ukraine, dù tuyên bố rõ ràng không gửi quân tới Ukraine. Một ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Nhà Trắng phê duyệt gói vũ khí và thiết bị trị giá 350 triệu USD, trong đó có vũ khí chống tăng Javelin và tên lửa Stinger. Quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, chuyến hàng bắt đầu chuyển đi trong vài ngày từ các kho dự trữ quân sự ở Đức tới Ba Lan và Romania, từ đó vận chuyển trên đất liền vào miền Tây của Ukraine. Trong chuyến thăm một căn cứ không quân ở Ba Lan, Tổng thư ký của NATO đã nhấn mạnh Cuộc chiến của ông Putin ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và các đồng minh của NATO sẽ luôn sát cánh để bảo vệ nhau. Ông khẳng định cam kết của NATO với điều 5, điều khoản phòng thủ tập thể là không thay đổi. Không có chỗ cho những tính toán sai lầm, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ NATO. Nhiều chuyên gia khác đã cho rằng cung cấp vũ khí thiết bị cho Ukraine rất quan trọng, giúp Ukraine chống lại chiến dịch quân sự mà phương Tây cho là vô cớ của Nga. Ngoài vũ khí chống tăng Javelin hay là tên lửa Stinger, một cựu trung tướng kiêm đại sứ mỹ tại nato đã thêm rằng cũng cần phải đảm bảo các thiết bị liên lạc để chính phủ ukraine có thể tiếp tục liên lạc với quân đội và người dân nếu như nga là mất sóng internet trên lãnh thổ của nato chúng ta nên như pakistan ông nói thêm rằng cung cấp cho người dân ukraine như người pakistan hỗ trợ taliban ở afghanistan dự trữ thiết bị ở ba lan và tổ chức các đường tiếp tế vũ khí phương tây được đưa vào ukraine với số lượng tương đối lớn trong những ngày vừa qua nhưng không được tiết lộ chi tiết nếu có thể triển khai nhanh chúng có thể mang lại tác động rất lớn tốc độ là điều cốt lõi khi biên giới ba lan và ukraine vẫn mở quân đội của nga đang cố gắng bao vây các thành phố và cắt đứt lực lượng của ukraine ở phía đông của sông nipro khiến cho việc tiếp tế trở nên khó khăn hơn nhưng liệu số vũ khí mà châu âu gửi đến có kịp để ukraine xoay chuyển tình thế thực địa hay không vẫn là điều chưa chắc chắn bên cạnh đó nỗ lực mà brose ca ngợi có thể cũng là tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một cuộc chiến lớn hơn và những biện pháp đáp trả từ Tổng thống Nga, ngay cả khi không có binh sĩ nào của NATO tiến vào Ukraine. Nguồn cung vũ khí của châu Âu có thể là một sự can thiệp trá hình trong mắt của Nga. Cung cấp vũ khí cho Ukraine là một ý tưởng tốt, nhưng nếu nó càng tăng lên, câu hỏi đặt ra đó chính là ông Putin sẽ phản ứng như thế nào? Tổng thống Putin trong những bài phát biểu gần đây xem những hỗ trợ của phương Tây với Ukraine là mối đe dọa nhằm tổn hại Nga. Thậm chí là trước đó vào hôm 27 tháng 2, báo động lực lượng hạt nhân động thái mà nhiều chuyên gia xem là gửi lời cảnh báo châu Âu và Mỹ về nguy cơ của việc can thiệp. Giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng máy bay của Nga sẽ lạc vào không phận NATO khi họ cố gắng xem các đoàn xe hoặc là đuổi theo máy bay của Ukraine. Tình huống tương tự từng xảy ra khi một quốc gia NATO bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria vào năm 2015. Các cuộc chiến tranh trên thế giới đã bắt đầu từ những xung đột nhỏ hơn thêm rằng việc các nước NATO ở gần cuộc chiến có thể dẫn tới rủi ro kéo các bên vào xung đột. Để phòng ngừa rủi ro thì NATO cũng đã có những động thái tăng cường khả năng răn đe tại các quốc gia thành viên ở Sơn Đông, đảm bảo rằng Nga không thử thách cam kết phòng thủ tập thể của NATO. Riêng Mỹ đã triển khai thêm 15.000 quân tới châu Âu, trong khi lần đầu tiên cam kết điều động 12.000 binh sĩ cho lực lượng phản ứng của NATO. Washington cũng đã triển khai thêm máy bay chiến đấu và trực thăng tới Romania, Ba Lan và các nước vùng Baltic Pháp đã điều đợt quân đầu tiên tới Romania vào đầu tuần này để lãnh đạo một tiểu đoàn NATO mới ở đó và gửi máy bay chiến đấu Rafet cho Ba Lan. Đức quốc gia dẫn đầu tiểu đoàn NATO ở Litva đã gửi thêm 350 tới đây, 6 máy bay chiến đấu đến Romania, một số binh sĩ tới Slovakia và tăng thêm hai tàu tuần tra hàng hải của NATO. Anh, quốc gia chỉ huy tiểu đoàn ở Estonia, đã gửi thêm 850 binh sĩ và nhiều xe tăng Challenger tới quốc gia này, cùng với 350 lính tới Ba Lan, Họ cũng đã báo động là 1.000 binh sĩ khác trong tình trạng sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn, gửi 4 máy bay chiến đấu tới Syrup, điều 2 tàu tới phía đông địa Trung Hải, Canada, Đan Mạch và Italy cũng có những động thái tương tự. Tất cả những điều này cho thấy NATO đang nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ nguy cơ của Nga mở rộng chiến dịch hoặc là nguy cơ chiến tranh trên lãnh thổ liên minh. Những sự việc nổi bật có trong ngày sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Đừng quên lan tỏa video này bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại